Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay anh em có thể nhìn thấy được đây tấm ảnh bên trái và tấm ảnh bên phải thì anh em cũng đã biết được rằng cái mục đích của clip của hôm nay là gì rồi đúng không? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ học cách để mà fake được lại cái màu ở bên tấm ảnh bên trái này của Trung Quốc này từ cái tấm ảnh bên phải ra cái tấm ảnh giống như bên tấm ảnh bên phải này. Và với như tấm ảnh bên phải này thì đây sẽ là cái màu gốc của nó. Đó, nhìn hai màu khác hẳn nhau. Rồi, ok, vậy thì trước khi mà... Và mình nói luôn nhé là cái clip này mình sẽ chỉ làm trên camera RAW thôi. Đây, cái camera RAW nó là một cái công cụ cực kỳ mạnh. Và không liên quan gì đến cái vấn đề là sử dụng cái profile màu này của mình đâu nhá. Không nhiều người lại bảo mình quảng cáo, mình chỉ nói một lần thôi, đó là mình có cái profile màu đấy. Nếu anh em thích thì anh em vào, anh em có thể tham khảo, còn không thì thôi. Rồi bây giờ quay trở lại cái vấn đề của cái clip của ngày hôm nay. Thì anh em đã nhìn thấy hai cái tấm ảnh rồi. Và đây là cái kết quả mà sau khi mà chúng ta làm fake được màu. Đây, đó chính là kết quả. Rồi, chúng ta có thể nhìn thấy khá là tương đồng được với nhau rồi. Màu da lúc này cực kỳ đẹp. Vì sao mà mình lại chọn cái màu da này? Đơn giản thôi, vì đây là một cái tấm ảnh của Trung Quốc và nó cực kỳ đẹp. Mình rất thích cái màu da này và cái kiểu mà cái cách blend màu này. Rồi, vậy thì trước khi mà chúng ta làm cái tấm ảnh này thì chúng ta cần phải nhớ được một điều rất chỉ là quan trọng. Một điều rất chỉ là quan trọng đó là cái vấn đề về cái chất lượng của cái file ảnh gốc. Chúng ta có thể phân tích được cái file ảnh gốc, cái file ảnh mà chúng ta muốn fix màu ở bên trái này như sau. Thứ nhất là cái mà mình luôn nói rồi, cái bọn Trung Quốc này nó luôn có một cái cách, đó là nó thường mặc những cái đồ đấy này. Các bạn nhìn xem ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái áo của nó là cái màu kiểu cũ cũ, hồng hồng cũ cũ này. Nó khác hẳn với cái áo của mình nhá, suy ra là cái màu gốc của mình chưa chắc đã có thể làm được giống đâu nhá. Đấy, thêm nữa cái áo này nó rất chia đồng màu với cái da. Đó là lý do vì sao mà mình luôn nói các bạn là cái bọn Trung Quốc này nó có cái cách làm màu, cái cách mà chụp ảnh indoor rất hay. Nó luôn chọn những cái bộ trang phục nó cực kỳ là đơn giản và nhẹ nhàng, đồng màu so với cả cái background hoặc là so với cái da. Sau đó nó sẽ tìm cách để nó ám được những cái màu của cái áo, của cái trang phục đấy lên cái da một cách nhẹ nhàng và đơn giản nhất để có thể tạo ra được cái màu sắc nó rất chi là đẹp. Rồi vậy thì ngược lại thì chúng ta sẽ nhìn lại ở cái tấm ảnh mà chúng ta có ở đây. Thì đây là tấm ảnh của một học sinh của mình. Thì các bạn có thể thấy được rằng là ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là ánh sáng ở trên tấm ảnh gốc cũng là một ánh sáng ngược sáng. Có vẻ là ánh sáng ở trên cái tấm ảnh gốc của mình là nó bị gắt hơn khá là nhiều so với ánh tấm ảnh mà chúng ta muốn fake. Tuy nhiên cái gắt này chúng ta có thể xử lý được. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là tất cả phần da của chủ thể ở bên mình nó đều rơi vào cái vùng tối. Đây là một việc rất chi là hay. Phần da, phần áo các thứ đều rơi vào vùng tối. Và các bạn để ý rằng phần da, phần áo của mình là khá là tương đồng màu với nhau. Nó cũng giống như ở bên này, cũng tương đồng màu với nhau. Đó chính là những cái mà chúng ta cần phải phân tích khi chúng ta làm ảnh. Có một người hôm nay có một người comment với mình rằng khi mà mình up cái tấm ảnh mà mình trước khi mình làm cái clip này, mình có up cái tấm ảnh là anh em cho mình like để mình làm cái clip đấy. Thì có một bạn bảo là cái fake màu này thì thường là cái file gốc nó phải gần giống với cả cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake đúng không anh? Câu đấy thì không đúng. Phải nói đúng hơn đó là gì? Cái tấm ảnh mà chúng ta chụp thì chúng ta cần phải biết được rằng là mục đích của chúng ta chụp để làm gì, và chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì để chúng ta có thể đạt được cái kết quả giống như là tấm ảnh ở bên này. Đấy, như vậy thì nó sẽ đúng hơn. Rồi, ok, như vậy là các bạn. Còn cái vấn đề là cái tư duy để mà chụp ảnh thì mình đã có rất nhiều cái clip ở phía trước rồi. Thì các bạn có thể xem lại những cái clip đấy. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái camera RAW này. Các bạn nên nhớ chỉ sử dụng phần mềm camera RAW nữa. Là chúng ta đã có thể làm ra được cái màu giống như vậy rồi. Mình hoàn toàn làm camera RAW chứ mình không sử dụng bất kỳ một cái công cụ nào của Photoshop khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Cái đầu tiên là mình nói với các bạn chắc chắn rồi, đó là cân bằng về ánh sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy vùng highlight ở bên tấm ảnh gốc của chúng ta và với cả highlight ở bên cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake. Thì highlight bên chúng ta quá sáng, cho nên cái việc đầu tiên mình làm chắc chắn đó là mình sẽ kéo toàn bộ highlight vào vùng wide xuống. Thì khi mình kéo highlight vào cái vùng wide xuống thì mình sẽ cảm giác cái bức ảnh nó sẽ hơi bị một cái là nó bị bật đi bởi cái vùng wide này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì lúc đó mình sẽ tăng cái contrast lên một tí để mình cho nó cái độ căng nó trở lại. Các bạn nhìn trước và sau này. Trước, sau, trước, sau. Cái việc đầu tiên mình làm đã là cái vấn đề là mình xử lý về vấn đề highlight rồi. Việc thứ hai quan trọng hơn là các bạn mình luôn luôn, các bạn cần phải nhớ cái kiến thức này nhé. Đó là các bạn luôn luôn khi mà các bạn fake màu ấy, thì cái câu hỏi đầu tiên các bạn phải đặt trong đầu đó là về vấn đề về ánh sáng. Sau câu hỏi ánh sáng thì các bạn cần phải nhớ đến câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi về nhiệt độ màu. Các bạn cần phải hỏi rằng là cái tấm ảnh của các bạn đang fake so với cái tấm ảnh các bạn muốn fake, màu nó nóng hơn hay lạnh hơn? Và câu trả lời trong trường hợp này chắc chắn của nó là gì? Chắc chắn của nó là cái tấm ảnh của chúng ta nó đang bị lạnh hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ phải làm, nó đang nóng hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ phải làm cho nó lạnh hơn.
bằng cái cách kéo xuống, kéo này chụp về cảm nhận đấy, chúng ta sẽ kéo khoảng đến như thế này. Rồi tiếp theo nữa thì như mình biết được rằng một cái vấn đề ở đây đó là gì, trong cái tấm ảnh này ấy, thì các bạn nhìn vào phát là các bạn nhìn thấy được luôn cái da này nó ám một chút màu hồng hồng tím tím. Đó là lý do chắc chắn là mình sẽ không thể, mình không dại gì mình quá kéo cái này về đây cả, vì mình đang cần ám hồng ám tím mà. Đó là lý do vì sao mà mình sẽ tăng lên một chút ở cái phần hồng tím tím này. Lên khoảng, chúng ta cứ tăng đi, không cần phải ngại. Tại vì sao? Vì lúc sau chúng ta đều có những cái thanh ở phía dưới này để chúng ta có thể kiểm soát lại được nó hết về cái độ đậm nhạt saturation. Thì đây là cái bước đầu tiên khi mà chúng ta làm tấm ảnh này. Đó, rồi bây giờ thì các bạn nhận định rằng, bắt đầu chúng ta sẽ nhận định sâu hơn vào cái vấn đề về vấn đề da. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở đây đó là các bạn nhìn thấy rằng cái da của mình nó đang bị đỏ và vàng hơn. Thêm nữa là gì, các bạn nhìn thêm da bên này này, nó cái trang điểm bên này gần như là nó không đậm, đồng nghĩa việc chắc chắn là mình sẽ phải giảm cái vùng đỏ trên da của cô gái này đi. Đó là lý do vì sao mình sẽ vào cái phần saturation ở đây và mình sẽ tìm cách giảm cái màu đỏ trên này đi. Đấy, mà mình sẽ phải giảm khá là nhiều. Tại vì sao? Vì đương nhiên rồi, tại vì là cô gái này đang make up, trên cái tấm ảnh chúng ta cô gái đang make up khá là đậm. Các bạn đã nhìn xem trước sau đây, trước sau khi giảm, trước và sau khi giảm. Đấy, việc tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là da chúng ta đang bị vàng hơn một chút, tốt nhất là chúng ta cứ giảm xuống, giảm sắc độ xuống một chút đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Đấy, mình cứ giảm đến đây thôi. Rồi thì các bạn đã có thể nhìn thấy được đây là tấm ảnh trước và sau. Ok, ở góc độ ở đó nhìn nó đã hơi giống rồi đúng không? Tuy nhiên vì sao bức ảnh này vẫn chưa giống là bởi vì đơn giản thôi. Các bạn luôn phải nhớ này, trong một cái tấm ảnh thì bao giờ nó cũng có hai cái loại màu. Một, đó là màu vốn có của bức ảnh. Đấy, tiếng Anh nó sẽ gọi là local color. Đấy, thì cái màu mà chúng ta vốn có trong bức ảnh ở đây nó gồm là gì? Nó là có màu vàng, của nắng, tất cả các thứ. Thì tất cả những cái việc mà chúng ta đang làm vừa rồi ấy, đó là chúng ta tinh chỉnh các cái màu đang có sẵn ở trong bức ảnh. Và sau khi chúng ta làm xong các cái màu đã có sẵn ở trong bức ảnh rồi thì chúng ta sẽ làm bước đến bước tiếp theo ấy. Đó chính là cái bước đó là ám các cái màu chúng ta muốn có vào. Thì trong cái trường hợp này như các bạn, như mình đã nói rồi, các bạn nhìn thấy này, cái vùng đây là vùng sáng và đây là vùng tối của cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake. Thì chúng ta nhìn là chúng ta biết được ngay rằng là cái vùng tối của tấm ảnh này trên màu da nó sẽ có một chút tông gọi là tông hồng, tông hồng ở trên này. Đó là lý do vì sao mình sẽ can thiệp vào đây. Đó là lý do vì sao chắc chắn là mình sẽ can thiệp vào đây rồi. Rồi thì để can thiệp vào đây ấy, thì mình sẽ để tạm nó ở khu vực này. Sau đó mình bắt đầu sẽ kéo lên, mình sẽ để khoảng 10 thôi. Đấy, để mình nhìn xem cái sự tác động mà các bạn nhìn thấy không. Sau khi chúng ta làm thử, làm qua nhẹ vài bước thôi, cái da đã bắt đầu được giống. Và chỉ có điều cái da của mình đã khác một cái đơn giản thôi, là vì cái đậm của cái da mình đang bị đậm hơn thôi. Chứ còn cái da mình đã bắt đầu có cảm giác giống rồi, các bạn thấy không. Đấy, rồi sau đó ở vùng trên này thì bao giờ người ta cũng thế, người ta sẽ, cái bọn Trung Quốc nó sẽ bao giờ nó cũng ám một cái màu hồng vào cái vùng tối và sau đó là một màu xanh vào cái vùng sáng. Đó là cái trò của bọn Trung Quốc. À, ví dụ ở trên này là mình sẽ ám một cái màu ở cái đoạn này vào mà mình sẽ để lên đây. Cũng mình sẽ chỉ để khoảng 10 thôi. Đó, các bạn nhìn trước sau này. Trước, sau, trước, sau. Đó, nhìn đã là có vẻ là khá là rất là giống rồi đúng không? Rồi, tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái cặp đôi màu nó rất chi là phổ biến của các cái nhiếp ảnh gia Trung Quốc khi mà chụp indoor này, đó là cái cặp màu shadow là vùng màu hồng, magenta và highlight là cái màu xanh này. Đấy, thì khi kết hợp vào, tuy nhiên bây giờ mình đang cảm thấy rằng là cái màu da của mình nó chưa được giống lắm thì mình sẽ quay về đây, mình sẽ quay về cái kênh hue này. Tại vì sao mình lại quay về cái kênh hue này, thì cái kênh như mình có nói với các bạn rồi, hue saturation này, luminance, mình đã từng giải thích với các bạn. Hue saturation, luminance, ba thông số này kết hợp lại với nhau nó sẽ ra được một cái màu nhất định. Rồi ví dụ như trong cái trường hợp này, đây cái màu ở bên này nó đã được tập hợp bởi hue saturation và luminance. Ở bên này mình mới chỉ chỉnh cái saturation và luminance, mình muốn chỉnh một số một chút nữa cho nó tối tối giống như bên này. Và bây giờ mình sẽ chỉnh vào hue. Tại vì sao? Hue nó sẽ thay đổi cái sắc độ của cái màu da này. Rồi hue chúng ta sẽ thử kéo nhá. Thì khi chúng ta kéo về bên này chúng ta sẽ thấy là cảm giác nó đỏ hơn rất nhiều. Và đây không phải là mình muốn. Mình muốn nó sang bên này một chút. Một xíu này thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Và sau bây giờ thì mình sẽ thử tiếp vào cái phần ở dưới này. Mình sẽ kéo. Các bạn có nhìn thấy là ở cái kênh yellow ấy, nếu mà mình kéo màu xanh sang thì cả cái vùng màu vàng này nó sẽ tác động vào đây. Và đây là không phải là điều mình muốn, mà mình muốn nó như thế này. Nó đỏ hơn, nhìn nó đồng điệu hơn. Đó, thì là và đã xong.
Đó, các bạn thấy chưa? Thì cái vấn đề như mình đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng xem trước sau của tấm ảnh. Trước, sau, trước, sau. Và bây giờ tấm ảnh đã nhìn nó khá là giống với cả cái tấm ảnh ở bên này. Rồi, vậy thì những cái gì mà chúng ta cần phải nhớ trong cái clip này, cái việc đầu tiên đó là vấn đề về ánh sáng. Các bạn cần phải cân chỉnh lại được ánh sáng trên tấm ảnh gốc của các bạn sao cho nó giống mất cái giống nhất với cả cái ánh sáng ở trên cái tấm ảnh các bạn muốn phích màu. Việc thứ hai nữa quan trọng hơn là các bạn luôn luôn phải đặt một câu hỏi rằng cái tấm ảnh của các bạn đang như thế nào so với cái tấm ảnh mà các bạn muốn fake. Nó nóng hơn hay là nó lạnh hơn, và trong trường hợp này là nó nóng hơn. Và khi nó nóng hơn thì chắc chắn các bạn phải can thiệp vào cái temperature để cho nó lạnh đi. Đấy, sau đó là bắt đầu các bạn nhìn nhiều, các bạn sẽ cảm nhận được rằng là ok, cái tấm ảnh mà chúng ta muốn fake nó có cái làn da nó khá là hồng hào, chứ nó không phải là vàng và nó không phải là trắng. Và đó là lý do vì sao chúng ta sẽ can thiệp vào những cái vùng như vùng pin này. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xử lý những cái liên quan đến những cái màu sắc có sẵn ở trong cái tấm ảnh. Đấy, như cái bước mình sử dụng red để mình giảm thiểu tất cả những cái màu đỏ trên mặt của cô gái này đi. Đây các bạn nhìn thế này. Đấy, thấy không? Mình giảm thiểu tất cả các màu đỏ trên mặt các cô gái đi. Còn vấn đề thứ hai đó là mình dùng saturation để mình làm cái màu da nó trầm xuống, nó không bị rực quá. Tại vì các bạn nhìn thấy cái tấm ảnh ở bên phải là màu da cũng khá là trầm, đúng không? Tiếp theo sau đó là mình bắt đầu mình ám màu da vào. Ví dụ như thế này chúng ta có thể tăng, thậm chí chúng ta có thể tăng thêm màu da lên nhạy lên được. Đấy, lên nhạy lên được. Tăng đậm lên chưa nhạy được. Đấy, chúng ta có thể thấy được trước sau. Trước sau. Và như vậy là chúng ta đã có kết quả của tấm ảnh. Và đây là một màu rất chi là đẹp. Thì đấy là tất cả những cái gì mà mình muốn chỉ cho các bạn trong cái clip này. Nó rất chi là ngắn, rất chi là đơn giản và dễ dàng. Nhưng cái vấn đề, cái quan trọng là các bạn cần phải hiểu được rằng là cái công cụ Camera Raw nó có thể làm gì được cho các bạn. Các bạn cần phải có được những cái kiến thức như thế nào đấy thì các bạn có thể làm được. Còn tất cả cái vấn đề Camera Raw hay là Photoshop ấy, nó chỉ là công cụ. Rồi ok, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và share clip cho mình. Và đừng quên ủng hộ mình bằng một nút subscribe trên YouTube. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.